Xin chào các bạn đã đến với kênh Amy Channel. Hôm nay chúng ta có hình dáng những nàng công chúa đây. Và toàn là những nàng công chúa của Disney thôi nha. Đây chúng ta có công chúa Elsa, công chúa Lọ Lem, cô bé cô nàng Lọ Lem. Và tiếp theo là Jasmine, cái đèn thần. Đây là công chúa và quái vật, người đẹp và quái vật. Tiếp theo là nàng tiên cá. Và đây là công chúa ngủ trong rừng. Hay quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dán sticker nàng tiên cá đầu tiên nha. Nàng tiên cá thì có một mái tóc màu đỏ rất là huyền thoại rồi. Và nàng ấy có một câu chuyện rất là hay. Tôi cũng đã có một cái video dán về những nàng công chúa. Tôi cũng đã kể hết những cái câu chuyện này luôn rồi. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm vào kênh Amy Channel để tìm xem nha. Còn không thì tí nữa thì tôi sẽ tìm cái đường link đó và để dưới phần mô tả cho các bạn. Đầu tiên thì sẽ có những cái chuỗi nhỏ ngọc trai nha. Mình sẽ dán lên cổ nè. Và tiếp theo là mình sẽ gỡ những cái hình sticker vỏ sò để trang trí xung quanh cho cô nàng này nha. Và nàng công chúa có một cái vương miện tuyệt đẹp luôn. Ở đây thì được trang bị hai cái vương miện. Thì chúng ta có thể thay đổi cho nàng tiên cá được luôn á các bạn. Mình sẽ bắt đầu gỡ những cái sticker này ra để trang trí xung quanh nè. Một cái vỏ sò có một cái ngọc trai quý ở bên trong. Tiếp theo là những cái vỏ sò có nhiều màu khác nhau nè, có sao biển nữa, có một bạn cua. Đôi khi những cái sticker này nó hơi khó gỡ ra một chút, thì chúng ta còn phải kiên nhẫn, chứ nếu mà mình gỡ mạnh đó, nó sẽ bị rách luôn, hết chơi luôn nha các bạn. Ngoài việc dán vương miện và những cái vật dụng trang trí thì chúng ta đã được trang bị một cặp mắt tuyệt đẹp và một chiếc miệng. Bây giờ mình sẽ lấy cái dụng cụ này để mình dán cho nó dễ hơn ha. Và tiếp theo là mình sẽ dán mắt cho cái cô nàng này nè. Một cặp mắt màu đỏ. Và chúng ta còn có một cặp mắt màu xanh. Khuôn miệng thì một khuôn miệng cười mỉm và một khuôn miệng cười tươi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rất là xinh đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đổi khuôn mặt nha. Bây giờ mình sẽ cho đôi mắt màu xanh và khuôn miệng đáng cười tươi, giống như là lúc nàng tiên cá gặp hoàng tử. Và nàng tiên cá có một giọng hát rất là mê hồn. Thật sự cái kẹp bằng nhựa này nè, các sticker này nè, người ta cho rất là nhiều nhưng mà có vẻ là nó không ổn cho lắm vì nó quá nhẹ đi, cho nên là gấp những cái sticker đó không có được chặt á, mà nó hay rớt lên rớt xuống á. Cho nên là mình chỉ thích cái cây mà dụng cụ để chà chà dán cho nó chặt như thế này thôi. Còn cái cây nhíp thì tôi không thích cho lắm ha. Kế tiếp sẽ là nàng người đẹp và quái vật của chúng ta đang mặc một bộ gọi là người ta đầm dạ tiệc để nhảy đầm với lại quái vật và để thoát khỏi lời nguyền, giải lời nguyền cho quái vật trở thành hoàng tử. Đây là chiếc vương miện nè. Ngoài ra sẽ còn một số vật dụng trang trí, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ dán khuôn mặt vào trước nhé. Cái bông hồng này tượng trưng cho thời gian của quái vật. Nếu mà cái bông hồng này nó tàn luôn á thì sẽ không còn cơ hội để hóa giải lời nguyền nữa. Nhưng mà cái kết của câu chuyện này thì rất là có hậu luôn. Hai người đã giải được lời nguyền và cái con quái vật đó đã biến thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hai người sống bên nhau rất là hạnh phúc. Mà mình sẽ thay cái vương miện màu vàng này cho nó hợp hơn. Ta sẽ cho cô công chúa một khuôn mặt mới. Chúng ta sẽ đổi khuôn miệng và đôi mắt này nhé. Khuôn miệng đang cười tươi. Còn đây là đôi mắt nè. Wow,
cũng xinh cũng được. Rồi vậy là chúng ta đã dán xong hai nàng công chúa đầu tiên. Tiếp theo là Jasmine. Nhìn phong cách là biết phong cách Ấn Độ rồi đúng không? Một mái tóc đen dài và bộ váy rất là đẹp luôn. Làn da thì hơi nâu một chút. Rồi ở đây chúng ta có những phụ kiện như là cài tóc nè, bông hoa nè, một chiếc gương, những cái viên đá quý. Và ở công chúa Jasmine này á, thì mình sẽ phải dán luôn cả lông mày nữa các bạn. Còn những cô công chúa khác thì đã có chân mày sẵn rồi. Các bạn đợi một chút nha, để mình lột hết những cái sticker này ra, sau đó dán vào. Rồi bắt đầu thôi, chúng ta sẽ dán trang trí lên tóc một cái bông hoa. Chúng ta có cây đèn thần nữa nè. Giờ thì mình sẽ dán cái đôi mắt vào nha. Đó, còn đây là sau khi tôi dán đôi mắt vào thì tôi thấy tôi hơi sai sai. Cả cái chân mày nó cũng bị hơi cao quá. Nói chung là nhìn nó hơi kỳ kỳ một chút. Bây giờ mình sẽ cố gắng thay đổi thử xem có ok hay không nha. Với cái đôi mắt thứ hai. Thấy là như vậy sẽ được hơn rồi đó. Mình chỉnh lại một chút chân mày nữa là xong đó các bạn. Rồi, mình nghĩ như vậy là được rồi he. Tiếp theo thì mình sẽ dán trò bùn rộ. Đó là công chúa tóc mây. Wow, công chúa tóc mây đẹp quá. Một mái tóc màu vàng ống ánh. Và có cái bạn tắc kè, người bạn thân của công chúa nữa kìa. Rồi mình cũng sẽ gỡ phụ kiện ra để dán màu cho nó nhanh nha các bạn. Chứ mà vừa gỡ rồi vừa dán á, nó sẽ khá là lâu luôn. Và trong cái video này thì mình cũng đã tua nhanh rồi đó. Chứ nếu không á là nó sẽ quá dài, đôi khi các bạn xem ta bị chán đúng không? Rồi mái tóc này thì người ta không có trang trí, nhưng mà tôi thấy những viên đá đẹp quá nên là tôi sẽ dán lên trên tóc. Tại vì những cái món đồ chơi này thì mình có thể thỏa sức sáng tạo theo ý thích của mình. Đó, có cả một cái cây lược chải nữa nè. Còn đây là khuôn miệng nha, khuôn miệng nó hơi rộng một xíu các bạn. Nhưng để tôi chỉnh lại. Cái miệng cười hơi, mình thấy hơi đẻo đẻo hay sao. Không có đôi mắt này. Tôi dán vào nó giống như bị lé vậy đó các bạn ơi. Là các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ thay đổi một cái đôi mắt khác. Còn cái này thì tí nữa mình nghiên cứu sau cũng được. Nào bây giờ mình sẽ đổi cái đôi mắt nè. Đợi mình một chút nha. Đôi mắt này tôi thấy giống hơn nè. Đó. Và sẽ đổi luôn cái khuôn miệng. Rồi trông xinh hơn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ dán công chúa Lọ Lem, cô bé Lọ Lem nha. Cô bé Lọ Lem trong bộ trang phục này là đang đi dự tiệc vũ hội nè, nhảy đầm với lại hoàng tử. Và cô đã được sự giúp đỡ của bà tiên cùng với những cái động vật ở trong nhà đó. Và bà tiên đã ban cho một cổ xe rất là đẹp đưa rước nàng đi. Và ban cho một bộ váy lung linh luôn như các bạn đang thấy nha, với lại một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí vào. Đây là tòa lâu đài màu hồng quý nga tráng lệ mà cô ấy sẽ đi dự tiệc cùng với cổ xe nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ dán mắt mũi miệng nhé. Đầu tiên thì tôi quên mất đó là những cái chuỗi ngọc trai này nè, tôi đã lây hoay khá là lâu mà không biết dán ở đâu các bạn. Mình nghĩ là thôi, dán ở đây thì nó hơi kỳ nên là mình sẽ để phía trên nha. Và người ta cho đến 2 cái luôn đó, không lẽ là dán lên tóc ta. Không biết nữa. Bây giờ thì mình sẽ dán khuôn mặt trước đây. Một cái khuôn miệng đang cười rất là tươi và một đôi mắt màu nâu sáng. Tôi thấy không có giống Lọ Lem lắm, cho nên tôi sẽ thay cái màu mắt hơi xám xám này vào.
Mà xong, đây mới chính là lõi lem của chúng ta. À bây giờ sau khi mà ngồi edit video thì tôi nghĩ là cái kia là cái cài tóc các bạn ơi. Trời ơi, làm sao để mà dán lên cho các bạn xem bây giờ. Thôi thì chúng ta sẽ qua công chúa ngủ trong rừng nha các bạn. Công chúa này á thì có một mái tóc màu vàng xoăn nhẹ phần đuôi nè. Câu chuyện này cũng rất là hay luôn á. Và cũng liên quan đến bông hồng. Bởi vậy mình hay bị lẫn lộn với lại công chúa và quái vật lắm. Bây giờ mình sẽ tháo những cái phụ kiện ra nha. Chúng ta sẽ dán những cái phụ kiện xung quanh nè. Dễ thương quá trời luôn, những con bướm rất đẹp. Bông hồng nè. Và một cái bông nữa mình sẽ để lên tóc. Rồi, mình sẽ dán lên hết bên đây. Mà các công chúa thì đương nhiên là có những loại đá quý bao vây quanh nữa nè. Chiếc phương miện thiệt là đẹp. Các bạn thông cảm nha, cái sticker kia mình dán bị ngược mất rồi. Cái mà vương miện để trên cái gối đó mình dán ngược nha. Rồi bây giờ mình dán cái đôi mắt này vào, mình thấy nó chưa được đẹp cho lắm. Vì vậy chúng ta sẽ tháo ra. Chúng ta sẽ dán lại khuôn mặt khác nha. Thật ra thì để canh cho đẹp cũng khó lắm đó nha các bạn. Không phải chơi cái này là muốn dán sao cũng được đâu. Dán sai là ra cái khuôn mặt nó kỳ lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua nàng công chúa tiếp theo nha các bạn. Chúng ta sẽ còn hai bạn công chúa cuối cùng thôi. Đó chính là công chúa băng giá, nữ hoàng băng giá Elsa. Các bạn nào là fan của nữ hoàng băng giá Elsa không? Với một mái tóc bạch kim. À không, một mái tóc màu trắng luôn. Trắng xám đó nha. Được thắt xéo về một bên vai nè. Cùng với chiếc vương miện thật là rực rỡ. Dán thêm một số phụ kiện nữa xung quanh, nhìn cho nó đẹp. Phía trên tay của nữ hoàng thì tôi sẽ để những cái bông tuyết, tượng trưng cho năng lực của nàng nha. Và có những người bạn nữa nè. Có cái bạn người tuyết nữa. Bạn này tên là gì tôi quên mất tiêu rồi. Tự nhiên quên cái bạn người tuyết đó luôn. Rồi bây giờ vẫn còn những cái phụ kiện khác tôi cũng sẽ dán vào luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ dán đôi mắt nhé. Đôi mắt của Elsa thì rất là đẹp. Cái vòng mắt thì màu xanh mà Elsa trang điểm trên cái nền mắt màu tím nè. Nhìn rất là lạ luôn á. Đôi mắt đẹp quá ha các bạn ha. Xinh chưa? Rất là giống luôn. Tiếp theo là nàng bạch tuyết. Nàng công chúa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Rồi sẽ dán vào đây một chuỗi hạt lấp lánh. Chúng ta có táo xanh, táo đỏ, một chiếc gương, hai chiếc nhẫn nè, kim cương nè. Có một cái băng đô chấm bi xanh như thế này. Nhưng mà tất nhiên á là bạch tuyết của chúng ta sẽ cài băng đô đỏ thì mới đúng đó các bạn. Đổi lại nha. Rồi, như vậy mới là bạch tuyết nè. Tiếp theo thì mình sẽ dán cho các bạn xem đôi mắt và cái miệng. Tự nhiên dán đến đây tôi thấy nó kỳ kỳ, tôi đã dán sai. Tôi dán sai vị trí á các bạn. Thôi thì mình sẽ gỡ ra và dán cái đôi mắt khác vào. Nó đã đỡ hơn rồi. Rồi, bạch tuyết này cười trông hơi buồn đúng không nè. Để tôi sửa lại một tí xíu. Rồi. Xong rồi đó, mình đã dán xong. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.